Em là Chí Hiếu, đến từ lớp IK45. Hôm nay em xin trình bày về hai chủ đề. Thứ nhất là phân biệt Associated Symptom và Combination Symptom. Thứ hai, phân biệt Underlying Disease và Comorbidity. Associated Symptom, triệu chứng liên quan, nghĩa là triệu chứng xuất hiện do bệnh ta đang nói tới. Ví dụ, ở một bệnh nhân tăng huyết áp và có triệu chứng đau đầu sau gáy thì được gọi là Associated Symptom. Accompanying Symptom là triệu chứng kèm theo. Ở một bệnh nhân có từ hai bệnh độc lập với nhau, nhưng chúng cùng gây ra triệu chứng giống nhau hoặc tương tự nhau và dễ nhầm lẫn. Ví dụ, một bệnh nhân tăng huyết áp xuất hiện cơn đau đầu ở trán, thì đau đầu ở trán có thể không phải do tăng huyết áp. Lúc này ta gọi nó là Accompanying Symptom, nghĩa là ở trên bệnh nhân này có thể vừa bị tăng huyết áp và viêm xoang. Underlying Disease là những bệnh có sẵn từ lâu, nhưng nó là nguyên nhân làm cho bệnh nhân đến các bệnh kỳ này. Ví dụ, ở một bệnh nhân suy thận do tiểu đường, bệnh nhân vào viện để chạy thận nhân tạo, nhưng đó là hậu quả của tiểu đường, thì trong trường hợp này tiểu đường được gọi là Underlying Disease. Còn Comorbidity thì bệnh nhân đến khám bệnh vì một bệnh gì đó, thì trong quá trình khám và làm các cận lâm sàng, người ta phát hiện bệnh nhân mắc thêm một bệnh khác nữa, thì cái bệnh mới phát hiện được gọi là Comorbidity. Ví dụ, bệnh nhân sỏi thận qua các cận lâm sàng thì phát hiện thêm bệnh nhân thiếu máu cơ tim, thì thiếu máu cơ tim được gọi là Comorbidity.